tòa đạo tràng. Nguyện độ mong hồ quy bốn quốc trụ liên đài được lan tây phương. Nam mô Đà Như Lai từ phụ điều ngự bốn sư. Tôn ca mâu ni văn phật kim liên tòa hà tán đài chính. Nam mô Bị Thư giáo chủ thường là thế giới đại từ đại bi. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật kim liên tòa hà tán đài chứng minh. Nam mô Cam Lồ giáo chủ tận tình cố khổ cứu nạn đại từ đại bi. Nhĩ căn kiên tông quán đại linh ca quán thế âm bồ tát. Ma ta tán đại chứng minh mật thùy giang hồ. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung thọ Phật chúc lồ tát cả phúc ngọc hào quán chứng minh. Oai thần hộ niệm bồ tát thịnh quang chư vị phàm vương đê thất tứ vị thiên vương chúng thiên long cặp bát bồ hộ phá thần vô nhân thế chư vị thiện thần chư liệt vị linh thần chư liệt vị long thần hồng thị hoa nguyện thị mộng thần bào tỷ lê ngọc xuất vi hiệp toàn gia quyết đại tiểu đẳng thần thâm trường hoàng thịnh tăng tiểu vô giá sư thiết lập đạo tràng tác lợi hộ niệm kỳ siêu trợ tiến nhập quan phục vì hoa vang ương trinh chánh a độ hiện thực việt tam cố tâm danh thế lê nguyễn hoàng trang ứng sinh giáp bò điên sinh ngày 13 tháng 4 2014 hướng xuân quán dương 1 11 tuổi thì mất giác vô thường thọ mệnh lâm chung vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 25 tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn một vị thần hồn chương linh quỳ chương linh lê nguyễn hoàng tham thần hồn sáng suốt tâm thức nhẹ nhàng thử phật pháp tăng tam bảo oai thần lực a đồng mà thích pháp nghe kinh hương hồn bé được tỏ ngộ tự tâm sạch hết mọi thế lòng dứt trừ phiền não đoàn diệt tội diêu phước sanh căn lành tăng trường bước vào cõi thánh rộng thanh lang thất trùng hàng thọ diện tiêu diêu bá bất trì thuận nhi từ tài hương linh béo lê nguyện hoàng thang người xa phàm thân nhi chứng pháp tăng quy phật pháp tăng đạo đời đời tự tại kiêu kiếp tiêu diêu nơi cánh phật ca dư pháp nhạc đồng nhiệm điều âm nhân thân được đạt hoàng hội văn tiêu hoàng hội văn tiêu hương linh la lê nguyện hoàng thang đất độ cao siêu về nơi cõi giới an lành tốt đẹp mười phương chư phật đời đời kiếp kiếp hầu gần gũi chư phật cùng chư vị bồ tát chư vị hiền thánh văn vô nơi miền phật thành tứ nguyện rồi giả quyết na nữ đại tiểu đành thân đường đa nghiệp mạng vị bình an tứ thời vô thiên tiên chi tài ban thế thụ hùng lai chi cá thánh gia đình quyến thuộc đều được tăng phú tăng thọ đồng viên nhân thế bát nạn tai ưu thấy đều đủ giải kiếp giới ưu định hương giữ huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương quán minh văn đài biên pháp giới thu nhường vô lượng nào phương tăng bảo thì nam mô vẫn cái bồ tát nam mô cúng dường bồ ta nam mô chứng minh sư bồ tát ma tăng đại từ đại bi thương chúng sanh đại hiện đại xa thú muôn loài tôi tôn sáng ngời tự trang yêu đệ tử chúc con chi tâm thành quy mạng đảnh lệ chi tâm đảnh lệ nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiền vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tái chi tâm đảnh lệ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự vương sư thích ca mâu ni phật long hoa giáo chủ đương lai hạ sanh từ thị di lặc tôn phật đại bi văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hồ pháp chư tôn bồ tát linh sớ hồi thường phật bồ tát ngài chư tôn đảnh lệ nam mô tây phương giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại từ đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng cư bồ tát phước thế gì kim thân biến pháp giới thân tình đại hài chúng Bồ Tát ngài.
Giới được ngôn ngàn làm xa ngàn năm xa